Khu công nghiệp Sài có diện tích trên 143 ha. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 82 ha, đạt 57% và đã tiếp nhận 18 dự án đầu tư. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và được sự quan tâm của tỉnh ủy, đưa khu công nghiệp sạch vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nên chỉ trong vòng một năm, khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của khu công nghiệp. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 82 ha, đạt 57% và dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành đầu tư đồng bộ toàn bộ hạ tầng của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 4.100 mét khối một ngày đêm, đã hoàn thành lắp đặt máy móc giai đoạn 1 với công suất 2.050 mét khối một ngày đêm. Hiện khu công nghiệp đã tiếp nhận được 18 dự án, một dự án DDI và 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 125 tỷ đồng và 154 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê trên 40 ha, lấp đầy trên 40% khu công nghiệp. Diện tích đất đã có mặt bằng có thể cho thuê hiện nay là 57 ha.